Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Today. Và bản tin ngày hôm nay Bóng Đá Today đem đến cho quý vị với nội dung chính như sau. Với giá rẻ như cho, Luka Jovic rời Real Madrid gia nhập Phanh Phuốc. Rất khó cho Van der Beek có cơ hội ra sân khi Paul Pogba đang thể hiện phong độ tốt nhất. Paul Pogba đang ở phiên bản tốt nhất tại Manchester United. Nỗi lo Fernandes. Trước trận đại chiến Liverpool, Barcelona từ chối mua Ronaldo. Laporta nói trong cuộc phỏng vấn trên báo chí: "Lúc ấy chúng tôi sắp ký hợp đồng với Ronaldinho và Rafa Marquez. Người đại diện của Ronaldo đã giới thiệu cậu ấy cho chúng tôi. Ronaldo đang ở Sporting vào thời điểm đó. Một trong những người đại diện của Ronaldo nói rằng họ có một cầu thủ mà họ đã bán cho Man United với giá 19 triệu euro, nhưng họ hứa sẽ bán cậu ấy cho chúng tôi với giá chỉ 17 triệu euro. Nhưng chúng tôi đã đầu tư vào Ronaldinho vào thời điểm đó. Ronaldo chơi rộng hơn là ở trung tâm. Chúng tôi nghĩ rằng mình đã có đủ cầu thủ cho vị trí đó nên đã từ chối cậu ấy và không hề hối tiếc. Và như đã biết, Ronaldinho đã trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử của Barca. Rô vẩu là niềm cảm hứng giúp cho đội bóng xứ Catalan vô địch Champions League năm 2006 và một lần đoạt danh hiệu quả bóng vàng. Chưa hết, huyền thoại người Brazil còn góp công dìu dắt Messi vào thời điểm siêu sao người Argentina mới nổi lên ở đội 1 của Barca. Trong khi đó, Ronaldo chuyển sang MU vào năm 2003 sau khi rời Sporting Lisbon. Tại nhà hát của những giấc mơ, cầu thủ người Bồ Đào Nha giành 3 chức vô địch ngoại hạng Anh, một Champions League, một quả bóng vàng dưới thời huấn luyện viên Sir Alex Ferguson trước khi chuyển sang Real Madrid. Trong thời gian thi đấu ở Tây Ban Nha, Ronaldo đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Real Madrid và giúp Los Blancos giành được 2 chức vô địch La Liga, 4 Champions League và 4 quả bóng vàng, cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Đến mùa hè năm 2018, Ronaldo chuyển sang khoác áo Juve và tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ổn định tại đây. Mới nhất, siêu sao người Bồ Đào Nha vừa cán mốc 758 bàn thắng, chính thức vượt qua thành tích ghi bàn của vua bóng đá Pele. Chân sút Luka Jovic đã chia tay Real Madrid để quay lại Đức đầu quân cho câu lạc bộ cũ Eintracht Frankfurt theo dạng cho mượn tới cuối mùa giải năm nay. Luka Jovic trở lại Bundesliga với hy vọng hồi sinh sự nghiệp của mình, nơi anh đã ghi được 27 bàn sau 48 lần ra sân trong mùa giải 2018-2019. Việc Jovic quay lại Phanh Phuốc, Gomez dính chấn thương dài hạn Wolverhampton phải thất vọng. Ở mùa giải 2020-2021, Jovic chỉ còn là lựa chọn thứ 3 cho vị trí tiền đạo tại Real Madrid sau Karim Benzema và Mariano Diaz. Ngôi sao người Serbia gia nhập Real vào năm 2019 với giá 60 triệu euro nhưng chỉ thi đấu có 1.014 phút, 32 trận đấu, ghi 2 bàn. Lần gần nhất Jovic được vào sân thi đấu là ở trận thua 1-4 trước Valencia vào ngày 8 tháng 11 năm 2020. Anh được xếp vào những thương vụ tệ hại nhất lịch sử Real Madrid và La Liga. Chia sẻ trước truyền thông cách đây chưa lâu, giám đốc thể thao Bobic cho biết Phanh Phuốc sẽ mượn Jovic đến hết mùa giải. Luka Jovic sắp hoàn tất việc trở lại theo bản hợp đồng có thời hạn đến cuối mùa. Phanh Phuốc vẫn cần hoàn tất một số thủ tục như kiểm tra y tế bắt buộc. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cậu ấy sẽ sớm quay trở lại với Phanh Phuốc. Bên cạnh đó, Bobic cũng úp mở về khả năng Phanh Phuốc chi tiền để mua đứt Jovic vào mùa hè năm 2021. Nhưng với điều kiện, cầu thủ cao 1m82 này thể hiện tốt. Nhưng trước mắt, việc khoác áo đội bóng từng tạo nên tên tuổi của mình sẽ giúp chân sút người Serbia tìm lại phong độ cũng như sự tự tin sau hơn một năm mất hút tại Tây Ban Nha. Sau nhiều năm, MU chuẩn bị bước vào một trận đấu tại ngoại hạng Anh với vai vế của đội bóng đang dẫn đầu. Một điều trùng hợp là Paul Pogba đang chơi cực kỳ thăng hoa và góp công lớn trong thành công của đội chủ sân Old Trafford thời điểm hiện tại. Đó là điều cổ động viên Quỷ Đỏ đã chờ đợi trong suốt 4 năm qua. Năm 2016, Paul Pogba trở lại MU từ Juve với mức giá kỷ lục 89 triệu bảng. Cùng với sự xuất hiện của Jose Mourinho, ban lãnh đạo của đội bóng hy vọng sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu ngoại hạng Anh đã kéo dài 3 mùa giải. Tuy nhiên, theo thời gian, con số 3 biến thành con số 7. Mourinho bị sa thải, còn Paul Pogba đóng vai kẻ phản diện trong mắt fan MU. Tuy nhiên, Pogba đột nhiên chơi hay và ngày càng chơi hay hơn trong thời gian gần đây. Tiền vệ người Pháp bắt cặp ăn ý cùng với Bruno Fernandes
giúp MU sở hữu bộ đôi có khả năng sáng tạo ở giữa sân thuộc vào loại hàng đầu tại ngoại hạng Anh. Số 6 của MU còn biết tự tạo điểm nhấn cho riêng mình. Anh là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất, chuyền bóng thành công nhiều nhất, không chiến thắng nhiều nhất, cản phá nhiều nhất và tạo ra cơ hội nhiều nhất trong trận đấu gặp Burnley vừa qua. Không những vậy, tiền vệ người Pháp còn ghi bàn thắng quyết định của trận đấu với cú volley kỹ thuật và đầy quyết đoán. Có thể nói đây là phiên bản tốt và ổn định nhất của Pogba kể từ khi gia nhập Old Trafford. Tuy không giỏi trong việc vực dậy đội bóng như Bruno Fernandes, nhưng tiền vệ người Pháp cũng là một tài năng xuất chúng và có Pogba, MU như hổ mọc thêm cánh. Dù bị điều tiếng vì 5 lần 7 lượt đòi rời MU, nhưng Pogba vẫn luôn nhận được lời khen có cánh từ đồng đội. Anh cùng với Eric Bailly có màn chào tạm biệt Timothy Fosu-Mensah và trong đoạn video ghi lại khoảnh khắc, Pogba đã gọi hậu vệ người Hà Lan là người anh em khác mẹ để thể hiện tình cảm của mình dành cho người đồng đội sắp sang Leverkusen. Không phải ngẫu nhiên Pogba nhanh chóng tìm lại sự kết nối trên sân với các đồng đội. Trong lần phỏng vấn mới nhất, Pogba cũng đưa ra thông điệp rất rõ ràng. Chúng tôi đã lên đỉnh, nơi chúng tôi xứng đáng được đứng ở đó. Tuy nhiên, bây giờ mới là phần khó nhất, đó là giữ trên đỉnh thật lâu. Mục tiêu của chúng tôi là vô địch giải đấu và tất cả đều đang tập trung cao độ. Trong lần phỏng vấn mới nhất, Pogba cũng đưa ra thông điệp rất Manchester United có cơ hội bỏ xa Liverpool nếu giành chiến thắng ở vòng 19. Nhưng để đạt được điều này, Quỷ Đỏ cần phải nhận được dấu hiệu tích cực hơn từ Bruno Fernandes. Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford kể từ tháng Giêng năm ngoái, Bruno Fernandes đã trở thành một trong những tiền vệ tốt nhất của ngoại hạng Anh. 19 bàn thắng, 14 kiến tạo sau 31 lần ra sân là những con số biết nói về đóng góp của tiền vệ 26 tuổi. Tuy nhiên, thống kê cũng chỉ ra rằng Fernandes thường chơi không tốt trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với MU, đặc biệt là trong mùa giải năm nay. Trong 4 trận đấu trước nhóm Big Six tính đến thời điểm hiện tại, cựu ngôi sao của Sporting Lisbon không tạo ra được bất kỳ một bàn thắng nào. Màn trình diễn dưới mức trung bình của Fernandes trước những ông lớn là nỗi lo với huấn luyện viên Solskjaer và ban huấn luyện. Với vai trò là người chịu trách nhiệm sáng tạo trong 31% tấn công của Quỷ Đỏ mùa này, phong độ của tiền vệ người Bồ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kết quả mọi trận đấu của United. Phát biểu trước cuộc đụng độ tại sân Anfield, huấn luyện viên Solskjaer cho hay: "Tất nhiên, chúng tôi biết mình đang đua vô địch. Liverpool đã có hơn 3 mùa giải hết sức khó tin. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng toàn đội đã sẵn sàng. Đây là thời điểm hoàn hảo cho cuộc đối đầu này, từ phong độ cho đến khát khao từ các cầu thủ. Họ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, và đây sẽ là thuốc thử cho điều đó." Fernandes dự kiến sẽ đá cao nhất trong hàng tiền vệ 3 người cùng với Paul Pogba và Scott McTominay. Nếu giành chiến thắng, Quỷ Đỏ sẽ tạo khoảng cách 6 điểm với Liverpool và nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch. Trận đấu giữa Liverpool và MU sẽ được diễn ra vào lúc 23:30 phút đêm Chủ nhật 17 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Cựu chủ tịch của câu lạc bộ Barcelona, Juan Laporta, đã tiết lộ rằng đội bóng chủ sân Nou Camp từng từ chối cơ hội ký hợp đồng với Ronaldo trước khi cầu thủ này gia nhập MU vào năm 2003. Ronaldo và Messi vẫn đang là hai ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới, bất chấp đều đang ở độ tuổi băm. Hai cầu thủ này đã giành được tổng cộng 11 quả bóng vàng và thiết lập vô số các kỷ lục trong hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, ít ai biết rằng CR7 và Messi từng suýt là đồng đội của nhau. Juan Laporta, người từng nắm giữ chức chủ tịch Barca từ năm 2003 đến 2010, sẽ chuẩn bị bước ra tranh cử trong cuộc bầu cử vào ngày 24 tháng 1 sắp tới đây. Mới đây, nhà chính trị gia người Tây Ban Nha đã tiết lộ rằng Barca từng được đề nghị ký hợp đồng với Ronaldo vào năm 2003.